Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa phát đi thông báo cảnh báo về các trang web app giao dịch Fashion Invest, Finhay, Ticop, Infina, Sepnow, Boop thực hiện huy động vốn và có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán khi chưa được cơ quan này cấp phép hoạt động sau khi nghiên cứu và xác minh nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các công ty quản lý quỹ hợp pháp ủy ban chứng khoán nhà nước đã đưa ra cảnh báo cho nhà đầu tư về hoạt động của các doanh nghiệp trên thông qua việc xử lý các tổ chức có dấu hiệu thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trái phép cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro khi giao dịch với các tổ chức này sẽ định hướng dòng vốn của nhà đầu tư đến với các công ty quản lý quỹ đã được cấp phép tạo điều kiện phát triển quỹ đầu tư chứng khoán bộ tài chính cho biết hiện nay trên thị trường một số đại lý phân phối của các công ty quản lý quỹ cũng đang phát triển các ứng dụng công nghệ và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các công ty quản lý quỹ vì vậy bộ tài chính khuyến cáo nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin với các tổ chức huy động yêu cầu đối tác cung cấp giấy tờ pháp lý trước khi thực hiện đầu tư giấy phép thành lập và hoạt động ngành nghề kinh doanh nhà đầu tư có thể tìm hiểu danh sách thông tin các công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ quỹ đầu tư chứng khoán trên website của ủy ban chứng khoán nhà nước 2 triệu chai nước tẩy rửa gia dụng thông thường Pinson đã bị thu hồi do lo ngại rằng chúng bị nhiễm vi khuẩn. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, việc thu hồi 37 triệu chai gồm 8 loại Pinson khác nhau có thể chứa vi khuẩn có tên là Pidomonas aruginosa. Pison đang tự nguyện thu hồi một số chất tẩy rửa Pison có mùi thơm khi một số sản phẩm có thể chứa vi khuẩn, bao gồm cả Pidomonas aruginosa croros cho biết trong một tuyên bố những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc các thiết bị y tế bên ngoài tiếp xúc với fidomonat Aruginosa đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng và có thể phải điều trị y tế. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có mã ngày in trên chai bắt đầu bằng tiền tố A4 và bao gồm chất tẩy rửa đa bề mặt có mùi thơm Pison, mùi hoa oải hương, hương đại dương và hương chanh tươi. Chất tẩy rửa đa năng Chloros Pro Pison, mùi hoa oải hương, đại dương, chanh tươi và hương cam. Nước tẩy rửa chanh tươi Chloros Professional Python Tất cả các sản phẩm bị thu hồi đều được sản xuất từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 tại một cơ sở của Gloros ở Forest Park, Georgia. Theo CSBC. các sản phẩm tẩy rửa này được bán trong các chai 28, 48, 60, 100, 144.